Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Các quan chức Quốc hội Mỹ cho biết vài ngày trước khi bị sa thải, cựu giám đốc FBI James Comey đã yêu cầu được cấp thêm nguồn lực cho cuộc điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái, cũng như về những mối quan hệ có thể có giữa Moscow và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các quan chức cho biết yêu cầu vừa kể của ông Comey được gửi đến Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein. Bộ Tư pháp đã phủ nhận thông tin này. Một bức tượng của ông Jefferson Davis, Tổng thống Liên minh miền Nam Hoa Kỳ ở New Orleans đã bị dỡ bỏ. Đây là đài tưởng niệm thứ hai trong tất cả 4 đài tưởng niệm các nhân vật trong Liên minh miền Nam bị hội đồng thành phố dỡ bỏ. Bức tượng của ông Davis là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình của cả phe ủng hộ lẫn phe chống đối quyết định này. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực tại thành phố Fairbanks, Alaska để bày tỏ quan ngại về môi trường và biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng có mặt tại hội nghị này. Hội đồng Bắc Cực bao gồm các nước Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.